phải giải trí nhất trong top 11 của cuộc thi năm nay. Quý vị và các bạn có đoán được đó là ai không ạ? Vâng, và hãy hô vang tên của nhóm lên nào. Ngay sau đây xin mời lên sân khấu Oops Crew. Go!
Vâng, quả là một đối thủ đáng gờm đúng không ạ?